Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Mình đã dời những cái thứ cần thiết của mình qua cái căn biệt thự mới rồi, bao gồm chỗ đựng sách phép nè, bàn làm phép, rương và quan trọng nhất là chỗ ấp trứng rồng ha. Dời vào trong nhà ấp trứng rồng thì ban đêm mình sẽ không có sợ bị quái nó cà khịa lúc mà canh chừng trứng rồng ha. Hôm nay thì chắc mình sẽ tiếp tục ấp trứng rồng thôi. Chắc mình sẽ up nốt mấy quả trứng còn lại của mình đi, như là trứng rồng mangus cũng như là trứng rồng angle ha. Đây, up thôi. Để coi mangus là up bằng cái máy up chạy bằng dung nham rồi nè. Đúng. Bên đây thì mình sẽ thử cho trứng rồng angle vô. Được luôn. Vậy là mình đã đang up được 2 trứng rồng rồi. Giờ thì đợi một xíu cho 2 trứng rồng này up xong rồi chúng ta sẽ nuôi lớn ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ về cái nhà cũ của mình. Tại vì mình nhớ là cái nhà cũ của mình á, nó có cái nón cũng như là cái ủng trong cái set đồ này nè. Đây, set đồ pháp sư màu trắng này, nhìn rất là đẹp luôn. Chắc bữa nay phải đổi set đồ thôi. Đâu ta? Hôm bữa mình nhớ mình có mà. À đây nè, đây rồi. Đây rồi. Lên đồ nào. Đấy, trời ơi, một set đồ full trắng luôn á, có viền màu vàng rất là nổi bật luôn. Hợp lý. Ngoài ra thì hôm nay mình muốn chế tạo một cái set giáp mới á. Vì cái set giáp hiện tại của mình là set giáp rồng, nó muốn hư mất rồi. Mà mình đang để dành vảy rồng á, để dành hôm rài thì chỉ mới được có một chút xíu à. Tại vì mình săn không có được nhiều rồng, nên bây giờ cứ tiết kiệm trước đi. Mình sẽ dùng số khoáng sản còn lại của mình là những cái ngọc lục bảo đấy nè, để mình làm giáp ngọc lục bảo mặc ha. 31 rồi, 31 là đủ để làm một set đồ dư luôn rồi đó. Mình sẽ làm một cái nón ngọc lục bảo, một cái áo ngọc lục bảo nè, cái quần và một cái ổn. Đồ ngọc lục bảo cũng rất là tốt nha, thấy vậy thôi chứ mặc cũng khỏe lắm á. Và mình sẽ đi cường hóa luôn để cho nó có thêm mấy dòng cường hóa tốt ha. Chỗ cường hóa thì mình cũng đã dời vô biệt thự rồi. Đây, mình đặt ở phía trên nóc luôn. Chạm hỏng đây. Ui, chạm hỏng tốt á. Nhưng mà đợi xíu, mình kiểm tra mấy món còn lại cái. Chạm hỏng cấp độ 7 luôn kìa. Ui, chắc lấy chạm hỏng cấp độ 7 quá. Mặc cho nó bền. Rồi, ok luôn. Bảo vệ khỏi vật được bắn. Bảo vệ 4, ủng bảo vệ 4 này. Ok, lấy ổng bao giờ 4 đi. Rồi, nó có cái dòng Dead Odium rồi. No. Mình không thích dòng đó tí nào cả. Chậm hỏng. Ok, lấy chậm hỏng luôn. Swift. Lượm Swift. Có thêm bảo vệ. Vậy là chỉ có đúng cái ổng là có cái dòng không tốt thôi ha. Chắc mình sẽ làm một cái ổng mới. Hy vọng lần này đừng có ra cái dòng Dead Odium nữa nha. Chứ không thôi, đeo cái dòng đó vô á là mình cưỡi rồng, rồng sẽ mất máu, là nhiều khi là ngủm củ tỏi luôn. Không được. Đây, có dòng bảo vệ 4 ấy nè. Lại có cái dòng Odium này. Cay thế nhờ. Thiệt tình luôn, có cái dòng này nó cũng na ná cái dòng Dead Odium gì đó. Bây giờ mình sẽ test thử trên rồng coi. Ví dụ mình kêu một em rồng ra, khi mà rồng đứng kế mình. Ồ, rồng đứng kế mình thì không sao nha. Ý, vậy thì được rồi. Còn con quái đứng kế mình thì sao? Pháp sư nào đứng kế mình thì sao? Cũng không sao luôn. Úi da, pháp sư này, láo tách này. Dám đánh mình hả? Láo tách. Nhưng mà cái giọng này nó sẽ tác dụng lên bò nha. Lần trước mình cũng có một đôi giống như vậy á. Kìa, đó, bò mất máu rồi kìa. Rồi, gần đừng nói chết hết nguyên đàn bò nha. Rồi, chết nguyên đàn bò rồi. Trời đất ơi, ủa cái gì, sao đốt mình vậy? Oh my god, sao mấy em rồng đánh nhau rồi? Ủa cái vụ gì vậy? Ui, no, bình tĩnh là mấy em rồng. Sao tự nhiên mấy em rồng lại đi đánh nhau ta? Bình tĩnh lại. Trời ơi,
Còn rồng xương đâu đi lọt con trống rồi. Mình không biết tại sao rồng lại đội hình rồng có xung đột hay sao rồi, đánh nhau các thứ kìa. Trời ơi, Bon Knapper còn tí tẹo máu luôn. Để mình đi lấy đồ ăn cái đã. Trời ơi, coi kìa. Màn đét ô. Đó, cái dòng Odium nó nguy hiểm như vậy đó. Nè, ăn thịt bò cho hồi máu lên đi. Mau mau hồi máu lên nha. Hôm nay có một cái trận xung đột nội bộ không hề nhẹ luôn. Kìa rồng mi kìa. Rồng mi đang bị mất kiểm soát rồi. Đang đánh rồng bảy màu kìa. Rồng cầu vồng kìa. Gồi luôn. Mi ơi là mi. Mi bị làm sao ấy. Bữa nay mi khó ở rồi. Tự nhiên đi đánh mấy em rồng khác là sao. Không hiểu mi luôn. Ăn đi. Ăn rồi bình tĩnh lại. Trời đất ơi. Hòa thuận hổm ra sao tự nhiên nay lại nổi nóng với mấy em rồng vậy cưng. Chết rồi, nay mi khó, hơi khó ở nha. Chắc để cho mi ở nhà xíu, mình không cưỡi mi đâu. Mi nay nóng tính quá. Rất là nguy hiểm á. Rồi, giờ thì mình sẽ lên trên coi trứng rồng mình ấp tới đâu rồi. Đó, trứng rồng mình ấp xong rồi nè. Sẽ lấy hai trứng rồng ra. Đấy, vậy là hôm nay chúng ta lại có thêm thành viên mới rồi. Đầu tiên là rồng Angle ha. Xuất hiện. Ta-da, rồng Angle rất là đẹp luôn. Trên đầu của rồng Angle nó sẽ có cái vòng tròn tròn kìa. Nhìn rất là hay á, kiểu như thiên thần ấy. Cực kỳ xịn luôn. Rồi mình sẽ... chắc này sẽ cho Angle lớn trước á. Rồi vô trong ọp đây. Tiếp theo là rồng Mangus ha. Đây là đều là hai em gầm đực luôn. Nay hơn như ta, toàn ra gầm đực không à. Mọi khi mình up toàn là rồng cái thôi. Đây gầm Mangus nè. Trời ơi. Coi cái phần đuôi Mangus nó nhổng ngược lên trời kìa. Rồi hiện tại mấy em này đều đói hả ta. Cho ăn nè. Ăn tạm thịt bò đi. Để mình qua cái nhà. Để mình qua nhà cũ mình. Mình lấy thức ăn cái đã. Hồi nãy mình nhớ là mình có dư một ít đồ ăn ở trong cái nhà cũ á. Để dành hổm rài luôn, để em đó giết quên này. Để mình lôi ra mình cho mấy em rồng ăn cái đã. Đâu ta? Rõ ràng mình thấy đâu trong đây mà. Đây, nó đây. Đấy, cũng được mớ đồ ăn á, không ít đâu. Giáp cũ mình sẽ cất vô đây. Rồi, cho rồng ăn nè. Bữa nay nếu mà nuôi lớn kịp thì mình sẽ cưỡi hai em rồng này đi khám phá luôn ha. Cho nó đã, hai em rồng mới. Rồi, đầu tiên là Angle nè. Chia đồ ăn ra. Ôi có vẻ không đủ rồi. Vậy là phải chế thêm á. Rồi ăn trước đây. Mình sẽ cho rồng Angle lên cấp 40 trước á. Em rồng nào cũng vậy. Mình sẽ ưu tiên cho lên cấp 40 trước. Thường thường thì cấp 40 là máu nó ở mức trung bình rồi đó. Dẫn đi khám phá là ok rồi. Rồi 34 rồi đúng không. Ui 34 là cưỡi được rồi. Nhưng mà thôi mình muốn cho ăn thêm. Cho nhiều nhiều cấp hẳn đi. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Đó, được 25 máu rồi ha. Ui, ngủ rồi. Em rồng này có vẻ khá là thích ngủ. Ok, cho ngủ luôn. Vô trong là ngủ. Giờ thì tới Mangus nè. Mangus chỉ còn có 30 phần ăn thôi à. Thôi kệ, ăn tạm đi nha. Ui dạ, đây. Ăn tạm đi. Mangus lúc còn nhỏ nhìn mắc cười quá à. Nhìn tướng em này đúng mắc cười luôn á. Mà để lớn coi. Đấy. Lớn lên là thay đổi liền. Nhìn mặt quân ngầu liền. Giữ đấy, giữ đấy. Rồi còn 4 phần ăn cuối cùng nè. Ăn đi. Đó, xong rồi á. Và Mangus có vẻ trâu hơn rồng thiên thần khá là nhiều nè. Mới cấp 231 thôi mà đã gần bằng máu của rồng thiên thần rồi. Quá dữ luôn á. Trời tối hả ta. Thôi chắc mình cũng đi ngủ đi. A few moments later. Cuối cùng cũng có thêm một quyển sách cổ rồi. Bữa nay có vẻ nhân phẩm cao nha. Trời ơi, vô học liền. Nãy giờ thì mình có dành một chút thời gian ra để mình luyện thêm một vài cái quyển sách phép để chúng ta phục vụ vào công việc khám phá ngày hôm nay. Mà hên quá, cũng có được một quyển sách cổ mới nè. Ngoài ra thì có thêm được
ba quyển sách khác nữa, nhưng mà ba quyển sách này thì cũng chắc bình thường thôi. Quan trọng là quyển sách cổ thôi à, tại vì thường thường sách cổ thì khá là dữ dằn á. Và lần này thì mình sẽ ép sách cổ vô cái nào vậy ta? Hôm qua ép vô găng tay rồi, bữa nay ép vô gậy master đi. Gậy master của mình lâu rồi chưa ép phép giữ nè. Này cho phép cổ luôn nha. Phép thuật cổ xưa nè. Rồi mấy quyển sách mới luôn. Ép vô hết. Trường cái tặng cái phép tận thế zombie thôi, để có gì mình kêu đệ ra quýnh tiếp mình chứ không gì hết á. Mình sẽ lấy ra để chút mình đọc coi coi nó sẽ có những cái công dụng gì nữa. Rồi, giờ thì cất mấy thứ linh ta linh tinh vô trong. Mình cũng có làm thêm thức ăn một xíu cho rồng măng ghét lên cấp 40 nữa nè. Rồi ha, giờ thì đi khám phá luôn hay sao ta? Hay là test phép trước nha, mình nghĩ nên test phép trước đi. Để một xíu đi khám phá mình đỡ bỡ ngỡ. Rồi, test luôn nhá. Đầu tiên là phép, hình như cái phép này là phép cổ xưa hay sao nè. À không phải, phép này không phải phép cổ xưa. Phép cổ xưa là phép này. Gì? Ôi, cái phép cổ xưa này nó sẽ biến mình thành người khổng lồ. Wow, vậy cũng được ha. Biến mình thành người khổng lồ để cho mình tốc độ cũng như là đào nhanh á. Trời, đúng là phép cổ xưa, nó toàn là phép hay hay không à. Mà tiếc là nó không cho mình sức mạnh ta, cho tốc độ mà. Búp lên. Và phép này hồi rất là nhanh á, mình dùng liên tục cũng được ấy. Rồi luôn, mới vô là đã có một phép khá là thú vị rồi. Giờ thì test phép tiếp theo nào. Biết rồi đó. Phép tiếp theo là Homing Spark. Ê, nó bắn qua quả cầu vậy á. Này phép sách cổ. Này Homing Spark đây. Nó sẽ tạo ra một cái quả cầu, nó sẽ di chuyển tới hướng kẻ địch ha. À, hiểu. Kiểu như mình bắn cái này ra là nó sẽ tự tìm kẻ địch gần đó, rồi nó sẽ tấn công luôn ha. Được đấy, nè. Đấy, hộp lắc. Ủa sao kìa. À, mình phải nhắm vô cái vô nữa. Ui sao mình nhắm vô. Ui kỹ năng này ngộ vậy. Mình nhắm vô con bò mà. Ở đây nè, chúng ấy nè. Kỳ nha, cái phép này có xác suất bắn hụt rất là cao nha. Không thích hợp để nhắm từ xa đâu. Rồi thêm một phép nữa. Phép này có tên là Banish. Banish. Rồi. Nó sẽ dịch chuyển cái đối tượng tới một cái vị trí ngẫu nhiên ha. Phép dịch chuyển, cái này là phép thuật dịch chuyển. Hay nha. Thử coi. Dịch chuyển con bò đi chỗ khác được này. Wow. Hay ta. Kiểu con nào nó áp sát mình quá thì mình dùng phép này, mình có thể đẩy lùi nó ra chỗ khác được nè. Mà không biết mình có dùng lên rồng được không nha. Ê, mình dùng lên rồng được luôn. Vậy là mới mốt con nào, con rồng nào mạnh quá ăn hiếp mình như mấy em rồng hả? Mình sẽ dùng phép này để đẩy nó ra chỗ khác á. Không cho nó chơi chung với mình. Đẩy nó ra chỗ khác. Hợp lý. Rồi, và phép cuối cùng trong ngày hôm nay. Ý? Phép cuối cùng là phép triệu hồi. Và mình sẽ tạo ra được một cái golem gạch nether nè. Nhưng mà máu không có cao nha. Máu chỉ có 25 à. Cũng được. Nói chung thì cũng có phép triệu hồi ha. Vì là hôm rày mình học khá là nhiều phép triệu hồi rồi đó nha. Từ triệu hồi zombie nè, triệu hồi nhện. Rồi bây giờ tới triệu hồi cả golem luôn. Quá tuyệt vời. Trời tối rồi hả? Để mình đi ngủ đi. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ đi tới cái nơi này. Nơi này cũng khá là lâu rồi, mình chưa có quay trở lại ha. Và nơi mình nhắc đến đó chính là cái chỗ Obelisk ha. Cái chỗ mà gần cái tòa tháp mà lần trước mình tìm được. Và bên đây nó có một cái con rồng hoang dã nè. Trời, nó đang tấn công con gì bên kia ấy. Oh my god. Nguy hiểm vậy. Trước mắt thì mình sẽ cho Mangus ăn thêm xíu rồi đó.
Tại nãy còn phần ăn mà mình chưa có kịp cho ăn nè. Rồi, ăn cho mau lớn nha. Sao? Giờ thì có nên cưỡi măng ghết qua đó khiện rồng không ta? Kìa nó kìa. Con rồng này làm càng hả? Tấn công đi em. Này thì rồng là một hit. Hai hit nè. Ba hit. Sao mà đỡ được? Bốn hit luôn. Hit cuối cùng. Năm hit, nó đang chạy trốn kìa. Quá dữ luôn măng ghết ơi. Giờ thì mình sẽ cho măng ghết vô trong trước đã. Cho rồng cà khịa xíu gì thôi á. Kẻo lần đẳng con kia nó nướng măng ghết của mình thì khổ. Nhỏ mới lớn à. Rồi bữa nay thì mình có phép. Kiểu như là biến khổng lồ á. Nên mình không có sợ con rồng này đâu. Mình còn có phép triệu hồi đệ nữa chứ. Đầu tiên là biến khổng lồ trước. Sau đó mình sẽ triệu hồi ra golem quýnh tiếp mình. Rồi. Dẹp, không chơi với con rồng này nữa. Con rồng vô duyên. Đánh nó mấy lần là văng game hết mấy lần rồi. Không chơi nó nữa. Giỏi rồi. Vô đây mua đồ ủng hộ pháp sư luôn. Gì đâu mà đánh con rồng nó 3 lần. Văng game hết 3 lần luôn á. Bực hết cả người. Ui. Ôi no. Nó phá luôn nhà của pháp sư mà mình định mua đồ rồi. Con rồng vô duyên này. Ngươi phải chạy ra. Ta đã không muốn giết ngươi rồi. Mà ngươi làm quá thiệt á. Không thể nào chấp nhận được. Ngươi phải chạy ra. Con rồng khủng khiếp. Ngụm củ tỏi đi. Ngụm củ tỏi đi. Trời ơi, cái nhà của pháp sư kìa. Nó nát hết trơn luôn. Rồi đừng buồn nghe. Chuyện xui rủi không ai muốn đâu. Nhưng mà coi pháp sư này bán cái gì. Phép triệu hồi ra skeleton. Ồ, phép mới. Con này láo tét vậy. Quýnh nó đi pháp sư, quýnh nó đi. Sao nhìn vậy? Trời ơi, không quýnh tiếp mình hả? Đồng môn với nhau mà không quýnh tiếp hả? Để mình tự xử đi. Rồi, giờ thì mình sẽ mua ủng hộ ha. Cũng như là góp chút vốn để cho sửa sạn lại cái nhà nha. Cái này không muốn thiệt. Chuyện xui gũi. Nè, mua ủng hộ cuốn sách nè. Rồi. Lấy tiền đó mà sửa sang lại nhà đi nha. Mình qua đây mình... Ê, mà khoan. Nhiều khi mua xong lại bán thêm đồ mới á. Có bán thêm đồ mới chưa? Không bán thêm đồ mới hả? Không bán thì thôi. Vậy mình qua đây mình lướt thêm một ít vảy rồng nữa là... Được rồi ha. Thiệt tình đánh con rồng này mà giăng game mấy lần cay thiệt. Kiểu bị lười á, mình tính bỏ không đánh nó luôn ấy. Rồi, và nó cho mình được 27 vảy rồng. Cũng ok. Và sách. Cái này là sách triệu hồi skeleton đó ta. Học luôn nhờ. Ừ, chắc mình sẽ học luôn cái phép này đi. Một xíu biết đâu nó lại hữu ích với mình thì sao. Đây, cho vô. Mình sẽ cho nó qua cái găng tay đi nhờ. Găng tay hay là bên cây gậy này nha. Mình còn một cây gậy phép nữa. Đây. Mình sẽ thay thế cho cái phép Static Aura này đi. Rồi. Cái này chắc là nó sẽ tạo ra một con skeleton như cái tên của nó luôn á. Ờ, chính xác. Nó sẽ tạo ra một con xương á. Ồ, vậy là bây giờ mình vừa có thể tạo ra được Zombie. Mình vừa có thể tạo ra được skeleton rồi. Bộ đôi. Rồi bên đây thì có một cái lồng spawn có tinh linh lửa. Đập ra. Có sách. Sách này cũng học luôn rồi. Rồi gần tới rồi nè. Chỗ mình nói đó chính là cái Obelisk đó. Nó gần cái tòa tháp của vị pháp sư này nè. Cái này thì mình dự định là sẽ cùng một em rồng đi qua đó khám phá trong ngày hôm nay. Hơi run một xíu nhưng mà mình nghĩ với sự đồng hành của rồng thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thì bước vào nào. Đây. Vô rồi. Không biết sẽ xuất hiện ở đâu đây. Ui. Ghê quá à. Trời. Mới vô mà mình spawn ở chỗ nào vậy?
Oh my god, cái này là đá máu nè. Bloodstone. Có cái bàn. Ủa cái này giống nhà của ma cà rồng vậy. Nè, lọ máu nè. Ui, sao tự nhiên mình spawn ngay cái nhà của ai ấy. Ui ghê thiệt, ghê thiệt. Chùa lẹ. Ừ, để mình coi mình có đem ra cái phép nào mà búp nhìn trong bóng tối không. Không có đem thêm búp nhìn trong bóng tối rồi. Căng rồi nha. Nhưng mà không sao, giờ thì mình sẽ kêu rồng ra để mình cưỡi cho đỡ sợ ha. Giờ thì mình sẽ chuyển sang cưỡi rồng Angle. Rồi đi em ơi, có rồng thì mình cũng đỡ sợ hơn rồi. Kiểu cái vùng đất này nó đầy rẫy sự chết chóc á, nên thành thử ra nhìn nó rất là u ám á. Cây thì lâu lâu mới có con cây à. Nhìn thấy ghê quá à. Đi nãy giờ chưa gặp công trình gì luôn á. Lâu lâu thì gặp mấy con dơi ma các thứ thôi. Ồ đây. Vừa nói gặp công trình rồi. Đáp xuống rồng ơi. Hình như đây là chỗ của một quả trứng rồng. Chính xác. Đây là chỗ của rồng xác, trứng rồng xác ướp. Trứng rồng mới nè. Ui, ghê quá. Mấy cái rương này có đồ không? À, có đồ. Tốt quá, có đồ thì tốt. Đập mấy cái rương này kiếm thêm chút đồ ha. Rồi, đi lẹ. Hình như tầng trên còn đồ không ta? Tò mò ghê á. Hình như trên không có rương. Ok. Ý, ở đây còn có anh người khổng lồ nữa à. Đây, tôi sẽ giúp anh. Đi lên đi. Rồi đó, tôi giúp anh một mạng rồi đó. Ơi cái gì? Trời ơi, mình giúp rồi mà còn muốn ăn thịt mình nữa. Đồ giống ơn bội nghĩa. Đốt nè. Thích quýnh nhau hả vậy? Được. Mình sẽ kêu golem của mình ra quýnh. Quýnh giúp mình á. Golem quýnh đi. Golem. Trời ơi, đi quýnh cho sói làm gì? Quýnh con kia kìa. Ui, golem. Thiệt tình luôn á, golem này không có xịn sò gì hết. Mình bị quýnh như vậy mà không có quýnh tiếp mình, đi quýnh sói làm gì? Bực ghê á. Mệt mỏi thiệt. Không ổn rồi. Chắc mình phải tự xử thôi. Mình biến khổng lồ nhưng mà mình vẫn không bự bằng cái anh này á. Nhưng mà không sao, mình có phép thiêu đốt này. Mình sẽ đốt anh này luôn. Ai biểu quýnh mình chi? Tấn công nè. Sức mạnh của phép thuật cổ xưa. Đón nhận đi. Trời, cắn muốn chết. Hồi máu lại. Hồi máu lại. Cái đồ giống ơn mọi nghĩa này. Tiếp tục, biến bự lên rồi chiến đấu tiếp thôi. Đừng có giống ơn mọi nghĩa như thế chứ. Chặn tường băng nè. Sao mà bước qua được. Mình có tường băng rồi. Tấn công thôi. Phép thuật cổ xưa. Đồ dông ơn bội nghĩa. Này thì dông ơn bội nghĩa nè. Láo tét. Cứu cho một mạng rồi mà còn dí quýnh người ta gì đó. Rồi. Và mới qua đây thì mình đã có được một cái trứng rồng mới nữa ha. Rất là tuyệt vời luôn. Không biết một xíu còn gặp thêm trứng rồng nào nữa không ta. Lại gặp rồng. Mấy con rồng hoang dã nó cũng qua đây nó sống à. Ảo thật đấy. Rồng hoang dã hả? Mình sẽ nhắm chuẩn xíu để cho rồng mình tấn công. Này thì rồng hoang dã nè, đi cà khỉa. Rồng hoang dã nè. Đâu có thấy mình được. Ui thấy rồi. Chạy em ơi, nó thấy rồi. Ui thấy thì tôi chạy, có gì đâu. Rồng tôi chạy hơi bị nhanh đấy. Đừng có đùa, chạy đua. Thích thì chạy đua luôn. Ở đâu à, đâu à? Đây, rồng đây. Thích thì chạy đua. Thích thì chạy đua. Nó dí. Chạy đua nè. Có ngon thì dí đi. Đố anh bắt được em. Giỡn mặt với rồng của mình à. Bắn vô con rồng hoang dã đó. Ngẫm củ tỏi luôn. Hơi bị khỏe đấy. Mấy cái con chó sói này. Chó sói này. Rồi. Xơi con rồng thôi. Ôi hôm nay có lý nha. Đấy, hôm nay thì mình không có đặt mục tiêu là tìm rồng hoang dã nên mình dễ gặp rồng lắm. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu.
Rồi đi tiếp đi tiếp. Giờ thì cho tôi gặp chỗ trứng rồng mới đi. Mình đang muốn tìm mấy chỗ trứng rồng mới á. Đây là những cái con chó sói, nhưng mà tới một thời điểm nào đó nó sẽ biến thành người sói á, rất là nguy hiểm luôn nha. Đừng thấy nó vậy mà chủ quan, nên tiêu diệt nó sớm sớm đi. 5 minutes later. Trời đất ơi, con nào chơi kỳ cục. Đang bay mà văn mạng nhện người ta dướng vô vậy đó. Kỳ cục kẹo à. Ý, ủa như đây có cái ụ nè. Đúng không? Ồ, đây có cái ụ. Và ở trong này nó có một cái cánh cửa, nhưng mà mình phải có cái chìa khóa Ly Khan thì mới có thể vô được cánh cửa này. Ồ, một công trình nữa. Được đấy, được đấy. Giờ thì mình sẽ đàm dấu chỗ này lại, rồi chúng ta đi tiếp đi. Biết đâu một xíu mình có được chìa khóa thì mình lại vô công trình đó luôn thì sao? Hợp lý, hợp lý. Khoan, khoan. Tới công trình tiếp theo rồi. Đây là công trình boss luôn nha. Để mình chuẩn bị cho trận chiến với boss mới được. Ôi, em rồng đi vô đi cưng. Đừng có ham vui. Đây là boss chứ không phải mấy con thường đâu. Nó quýnh cho sắp mặt đấy. Vô trong mình núp đi. Mình tự xử được. Để coi coi, đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị phép tấn công nè. Phép này mình sẽ để cái tường băng có gì xíu mình chặn lại, rồi mình dùng phép cổ xưa ha. Hợp lý. Bên này thì mình sẽ kêu đệ ra. Rồi, chiến thuật là vậy. Vô. Đầu tiên là mình sẽ chặn tường băng trước. Nó đâu, nó đâu? Ui, đây rồi, đây rồi. Đây là con Cerberus á, con này rất là nguy hiểm luôn. Đấy, tượng băng mình đã chặn được cái con Cerberus tấn công mình rồi. Đó. Ui, nó bắn cầu lửa dẫn chúng kìa. Điếu vậy. Ui chết rồi. Binh đoàn zombie mình không bước qua được bức tường này. Ừ, tấn công đi, binh đoàn zombie. Mình sẽ kêu thêm zombie nữa. Mình sẽ chặn bức tường để cho nó không có tấn công chúng mình. Đấy. Sức mạnh của số đồng đấy. Và mình sẽ hỗ trợ binh đoàn zombie của mình bằng cái phép cổ xưa này ha. Phép cổ xưa nè. Ui dạ. Trời ơi, binh đoàn zombie mình đánh cái con Cerberus lọt ra ngoài luôn rồi. Ghê thiệt. Cerberus nè. Ngẫm cứu tỏi đi. Này thì Cerberus nè. Chúng ta đã lấy được đầu của Cerberus rồi nè. Ghê, quá dữ luôn. Đây cái đầu của Cerberus nè. Và một cái gọi là Fire Essence. Cái này thì mình sẽ kết hợp với những cái mảnh pha lê kim cương để chúng ta tạo ra cái đá của Night Fury lửa ha. Rất là xịn đấy. Ok. mình biến khổng lồ mình cưỡi rồng, nhìn tội nghiệp rồng thật sự ấy. Các gì người khổng lồ nhưng mà cưỡi rồng tí hon đâu. Ui ui, hết rồi nè. Ừ, ở đây nó có một cái ngôi làng phù thủy. Được đấy. Lâu lâu cho Bateris đi tấn công, đi quẩy đồ các thứ ha. Để em thôi lục nghề á. Uầy, Bateris cũng mạnh lắm. Chẳng qua là lâu lâu mới được mình dẫn đi khám phá thôi. Nay có dịp để em thể hiện rồi. Thể hiện đi em. Tấn công bao phù thủy đi. Phù thủy nè. Phù thủy nè. Dám cho độc á. Này thì trời độc. Ui, dám cho đọc mình như rồng. Đây là rồng Siva ha. Ý, sao lại có một cặp rồng ở đây vậy? Nhiều khi gần đây có cái tổ rồng Siva ấy, không đùa. Rồi, giờ thì vô đây để lút đồ trong nhà của mấy bà phù thủy thôi. Không có đồ. Bèo vậy. Phù thủy gì mà bèo vậy? Ui, cái nhà này bị gì á? Oh. Cái nhà này bị lủng rồi. Ý, nó có kim cương kìa. Cái gì? Cái Astro Diamond. Ồ. Vào đấy, vào đấy. Cũng được mớ đồ. Bên đây còn hai cái nhà nữa. Ồ, vẫn còn phù thủy núp ở dưới này. À, núp lầm hả? Có cái phép nào không nhờ? Đi lên đi. Núp lầm thì đi lên chơi nói chuyện với nhau nào. Đừng có núp như vậy. Để coi phép triệu hồi của mình hôm nay như thế nào. Đó, các bạn coi đó. Golem thì quýnh không, không vô máu, còn xương thì đứng cái bên bắn cũng hụt. Mình không hiểu luôn á. Mình thấy chỉ có phép triệu hồi zombie là được nhất thôi.
số đông, có số đông các thứ ha. Cô cơ, đứng kế bên bắn cũng không trúng nữa thì chịu rồi. Ừ, hồi nãy có rồng, một cặp rồng Shiva ở đây nên mình sẽ gán tranh thủ mình tìm chỗ của trứng rồng Shiva luôn ha. Chứ để em thôi bỏ ổn. Ôi đây nè, kế bên luôn. Ồ, thời tới cản không kịp. Tóm lại, sau một ngày đi khám phá thì chúng ta cũng có 9 lệ phẩm ha. Đầu tiên là mình sẽ có được hai cái trứng rồng mới ha. Trong tương lai thì mình sẽ gán ấp chung với trứng rồng mà răng cò luôn. Ngoài ra thì mình cũng học thêm được khá là nhiều phép trong ngày hôm nay. Trong đó có một phép cổ đại. Ủa, cổ xưa chứ. Nó là cái phép giúp mình có thể biến trở thành người khổng lồ. Nhưng mà ngược lại, phép triệu hồi hôm nay mình học thì nó lại không có xịn ha. Tạo ra golem, nhưng mà đây là những anh golem khá là hiền luôn. Quánh thì không có vô máu nhiều á. Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ học ra những cái phép triệu hồi golem, nhưng mà golem phiên bản xịn nha. Chứ đừng có phải golem như vậy là chết luôn á. Kêu ra nhiều khi còn không quýnh để bảo vệ mình nữa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp á. Còn bây giờ thì bye bye.